Hello, Elantra xuất sàn nha các bạn. Mỗi xe phân khúc C, 128 mã, chạy cũng tương đối nhẹ nhàng. Vô lăng trợ lực điện nè, côn số rồi nhẹ nhàng lắm. Bánh lái khỏe, chạy rất là nhàn nhã các bạn, nhưng mà cảm giác lái sướng. Trời đang mưa, mình đang chạy thử một vòng. Hello, xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Cũ Sài Gòn nha. Mình là Lê Trương. Chúc quý vị và các bạn có một ngày vui vẻ, làm việc năng suất và hiệu quả nha. Bên mình vừa về một em Elantra số sàn 2016 bạn. Đây là xe máy 1.6 ha, mũi xe phân khúc C. Xe này màu trắng các bạn, chạy được đâu đó hình như 52.000 cây thì phải. Biển số Đồng Nai. Biển số Đồng Nai là biển số đuôi 39 thần tài luôn kìa. Đó. Đó, mình đang nổ máy á, đi một vòng tổng thể cho bạn xem. Nói chung xe nào khác tỉnh á, thì bên mình sẽ hỗ trợ bao rút gốc cho các bạn nha. Các bạn khỏi phải lo lắng là xe ở tỉnh nào. Đó. Xe trời sắp mưa rồi, nó hơi gió các bạn thông cảm chút xíu ha. Mình quay nhanh cho các bạn xem. Đó, khác tỉnh thì các bạn được về bám biển mới luôn. Còn nếu như ở tỉnh, bạn nào ở tỉnh Đồng Nai thì có thể được giữ lại cái biển. Đó. Ở ngoài nó không có chớp vậy đâu nha các bạn. Do mình quay vô nó hơi chớp các bạn thông cảm nha. Elantra là một chiếc xe phân khúc C cùng phân khúc với Altis Civic. Cerato đó, Ford Focus đó. Xe này số sàn nhưng mà được ưu ái option cũng khá nhiều các bạn. Đó, 4 mắt cảm biến sau, có camera gear luôn. Đó, cốp thì mở điện một nút, một chạm luôn ha. Đó, cốp rộng rãi, sạch sẽ. Bên mình vệ sinh rồi. Đó, bánh xe cua thì nó hơi nhỏ chút thôi. Xe cua mà, xe cua là xe chạy tạm, là cái vỏ tạm thời mà. Xe này vẫn như những xe khác ha, bên mình sẽ hỗ trợ ba cho các bạn test hãng thoải mái nếu như quá lo lắng ha. Đó, xe chuẩn, tất cả đều là xe chuẩn hết. Đó, đèn led nha các bạn, ở ngoài nó không chớp đâu nha các bạn. Đó, mình quay nhanh cho các bạn xem ha. Đó, màu trắng rất là đẹp ha, màu trắng nhìn nó sang trọng. Mâm này mâm đúc luôn các bạn, mâm đúc nhìn nó cứng cáp ha, mâm 5 cháu nhìn cứng cáp. Thông số là 195/65R15, mâm 15 inch, vỏ kích chia, 4 phanh đĩa, phanh thì có phanh ABS nè, có phân bố lực phanh điện tử nè, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc luôn. Wow, cái cùm thắng nó cũng còn sáng lắm, còn hóc bánh nó cũng còn sáng lắm các bạn, sạch sẽ. Đó. Ok, tay nắm cửa, tay mở cửa nó cũng còn sáng ha. Và nội thất cho bạn xem nha. Tắp bi cửa là màu đen và màu kem. Xe này zin nguyên zin là ghế nỉ các bạn. Chủ xe người ta đã lên ghế da rồi. Ghế da màu đen thì chỉ màu đỏ ha. Nhìn có vẻ gì đó nó sang trọng. Đó, xe này đăng kiểm xe 5 chỗ nhưng phía sau nó chỉ có 3 cái tựa đầu thôi. Nè, ghế zin của nó cũng là màu kem luôn. Đó. Phía sau nó có cái cửa gió hàng ghế thứ hai nữa các bạn. Nên làm lạnh nó nhanh, mát. Rất là mát. Wow, để mình mở nhỏ cái volume lại chút. Nó hơi to. Tắt luôn rồi. Đó, ghế da sạch sẽ ha. Xe này số sàn nha các bạn, số sàn máy xăng. Rồi, mình lên hàng ghế đầu cho bạn xem. Xem trực tiếp, xem sát luôn. Elantra này bên mình đa số về là bán liền các bạn. Anh em đợi những xe này rất là nhiều. Lúc mua mới mắc các bạn. Lúc mua mới xe này giá niêm yết đâu đó khoảng 615 triệu. Lăn bánh đâu đó khoảng gần 700. Đó, giờ bán lại tầm khoảng 400 mấy thôi. Đó, ghế da nhìn sạch sẽ ha. Sạch sẽ. Ok, vào cho bạn xem. Để mình lùi xe lại chút. Đó, xe này chạy được 52.671 km nha các bạn. Vô lăng thì trợ lực điện luôn. Côn đồ còn nhẹ lắm, côn cần số rồi đánh lái nhẹ, nhẹ nhàng lắm. Cái này trợ lực điện đã lái một tay thoải mái. Điện thoại đánh tay, volume, mood mode. Đèn thì có đèn tự động luôn ha. Có đèn tự động luôn, gạt mưa. Khởi động thông minh. Khởi động thông minh start up. Ở trong này là đồ sạc ở trong này. Đây là chìa khóa này các bạn. Đó. Điều hòa. Đây màn hình cảm ứng luôn. Đó, màn hình cảm ứng tại vì mình tắt rồi. Mình tắt âm thanh rồi. Đây là map.
Đó, định vị rồi đầy đủ ha. Định vị rồi kết nối Bluetooth rồi MP3 rồi đầy đủ hết. Đó, tắp lô các bạn thấy tắp lô sạch sẽ ha. Tắp lô sạch sẽ đẹp. Phía trên này là nhựa các bạn, nhựa chứ không phải da. Số sàn thì chỉ vậy là ok rồi. Để mình dè xe cho các bạn xem nha. Xe này hộp số sàn tới 6 cấp luôn các bạn. Đó, đánh theo góc lái này thấy chưa? Đó, xịn sò, có cảm biến, có camera dè đánh theo góc lái luôn. Có map chỉ đường luôn, có Bluetooth rồi đầy đủ. Xịn sò nha. Đó. Ok, ra mở khoang máy cho bạn xem nha. Quay nhanh thôi, trời sắp mưa rồi các bạn thông cảm nha. Gương này tích hợp báo rẽ có đèn LED luôn ha. Đó, đèn nè, có nguyên một cái dải móc câu hình đèn LED các bạn. Đèn hay đèn projector, đèn bi. Phía dưới có đèn cản luôn. Đó. Cái mặt la răng hình lục giác. Nhìn nó cứng cáp ha. Nhìn nó cứng cáp. Rồi ok, mở khoang máy các bạn xem nha. Màu trắng nhìn nó trẻ trung, nhìn sạch sẽ vậy ha. Đẹp. Đây máy xe này các bạn. Đó, máy xe đang nổ máy lạnh luôn á. Các bạn thấy không, nghe tiếng máy nổ rất là êm ha. Máy thì bên mình vệ sinh sạch sẽ rồi, các bạn lấy về đi thôi. Xe này vẫn như những xe khác, 100% xe bên mình đều cam kết cho bạn về động cơ hộp số, chưa từng đại tu, không đâm đụng, không thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Đó, tất cả xe mình đều cam kết cho bạn về động cơ hết nha, để các bạn yên tâm. Wow, trời mưa rồi. Ok, rồi xe này bên mình đang bán với giá là 428 triệu nha các bạn. 428 triệu Elantra 2016 số sàn, chạy được 52.000 cây. Đó, xe này các bạn nào quan tâm xe này cứ liên hệ với Trương nha. Số điện thoại 0972 60 8010 để xem và thử xe ha. Tất cả xe mình đều cam kết chất lượng, đều bao cho các bạn test hãng hết. Các bạn test thoải mái. Anh em nào quan tâm theo dõi mình hồi nãy giờ đều biết rồi. Đều làm những xe thực sự chuẩn, thực sự chất thôi. Những xe tàu lao bên mình không làm đâu. Anh em yên tâm ha. Rồi, cảm ơn các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như là bấm chuông thông báo để luôn cập nhật những xe mới nhất nha. Các bạn muốn xem nhiều xe hơn á, cứ vào YouTube các bạn gõ từ khóa xe cũ Sài Gòn. Cái kênh của mình với cái video mới nhất nó xuyên đầu tiên, các bạn vào đó xem với mình nha. Mình có thu mua xe luôn, các bạn muốn bán xe thì cứ liên hệ cho mình, Trương sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt nhất luôn, giao dịch một lần một thôi, nhanh gọn tốc độ luôn. Rồi, cảm ơn các bạn, xem video, bye bye.